Các bạn nhìn thấy màn hình cô chưa các bạn ơi? Dạ rồi. Hôm trước là mình nghe mình hoàn thành xong câu số 1 đúng không bạn? Còn câu số 2 mình chưa có nghe đúng không? Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần nghe các bạn. Tiếp tục các bạn trước. Rồi, bức tranh số 2 này các bạn quan sát cô ha, bức tranh này là có đặc điểm gì? Các bạn có thể comment cho cô ha, bức tranh này có đặc điểm gì đây? Có người không các bạn? Bức tranh này có người không? Bức tranh này là bức tranh không có người các bạn ha. Đối với cái dạng mà bức tranh mà không có người á, thì các bạn có thể loại bỏ những đáp án sau đây ha. Thứ nhất là đáp án mà nó đề cập tới người. Những đáp án nào mà liên tới người trong đó thì mình nên loại trừ ha, tại vì bức tranh này không có người nào hết, cho nên nó đề cập tới người là sai. Cái thứ hai á là các bạn sẽ nghe trong cái bức tranh đấy mà nó trong cái câu đó người ta đọc á, nó có cái chữ biên các bạn ha, chia hiện này tiếp diễn á, amisor cộng biên cộng bấp ba, các bạn nghe chữ biên thì mình sẽ loại cho đó cô luôn ha. Cái hình thể cái thì hiện tại tiếp diễn mà chia ở dạng bị động á thì nó phải nó chỉ đúng khi là có cái người nó đang thực hiện cái hành động đó, còn bức tranh này là không có người nhưng mà nó đề cập tới biên là sai chưa. Cho nên đối với dạng mà bức tranh mà không có người mình có thể loại bỏ được đáp án là liên quan tới người này nha, thứ hai là đáp án liên quan tới chữ biên được chưa. Bây giờ mình sẽ nghe cô bức tranh này ha. Các bạn sẽ nghe hai lần, sau đó bạn comment vào cung chat giúp cô đáp án là gì ha. Number 2 in your test book. A. A bicycle has been loaded onto a truck. B. Cyclists are riding down a city street. C. Several cars are parked in a row. D. A driver is getting out of a vehicle. 2 in your test book. A. A bicycle has been loaded onto a truck. B. Cyclists are riding down a city street. C. Several cars are parked in a row. D. A driver is getting out of a vehicle. Number 2 in your test book. A. A bicycle has been loaded onto a truck. B. Cyclists are riding down a city street. C. Several cars are parked in a row. D. A driver is getting out of a vehicle. Các bạn chọn câu C và câu A hả? Có rất là nhiều bạn chọn câu C và cũng rất là nhiều bạn chọn câu A. Mình sẽ xem nữa là câu này câu C câu A ha, nghe kỹ lại một lần nữa với cô nè. Number 2 in your test book. A. A bicycle has been loaded onto a truck. A bicycle has been loaded onto a truck. Nhớ không, trước mình từ học load cho các bạn. Từ load là gì? Là tải lên, chắc lên các bạn ha. A bicycle has been loaded onto a truck. Rồi, tiếp ha. B. Cyclists are riding down a city street. Cyclists are riding down a city street. Cyclist là nó chỉ người nè, con này mình loại nè. C. Several cars are parked in a row. Several cars are parked in a row. Several cars are parked in a row. Là một số xe ô tô thì đang đậu ở trên gì? Trên đường đúng không? Đang đậu thẳng hàng trên đường. D. A driver is getting out of a vehicle. A driver is getting out of a vehicle. Rồi, mấy bạn chọn câu đáp án câu này ha, câu số 2. Rồi, giờ mình sẽ sửa ha. Nghe cô ai đang định thích chữ gì nè. A. A bicycle has been loaded onto a truck. Has been loaded onto a truck. Sickle has been loaded onto a truck. Sickle has been loaded onto a truck. Sickle has been loaded onto a truck. A bicycle has been loaded onto a truck. A bicycle has been loaded onto a truck. A bicycle has been loaded onto a truck. Loaded. Được chắc lên các bạn ha. Loaded. A bicycle has been loaded onto a truck là một chiếc xe đạp ha, nó được chắc lên vậy cái xe.
tải, thì truck này là xe tải, được chưa? Đây thì hiện tại hoàn thành thì nó diễn tả cái vị trí này ha, là nó đã được chắc lên rồi, nó không có nói là đang được chắc nha các bạn. Nếu mà chỗ này nó ghi là a bicycle is being loaded onto a truck thì có nghĩa là phải có một cái người đang thực hiện hành động là cầm cái xe đạp này ha, để lên lên cái đang chắc cái xe đạp này lên cái xe tải. Các bạn hiểu không? Nếu mà chỗ này là is being á, nếu mà chỗ này là a bicycle is being loaded onto a truck là cái câu này nó không đúng nha các bạn ha, cái hình này nó không đúng cái câu này ha. Nếu mà câu là a bicycle is being, nó hiện tại tiếp diễn mà chỉ dạng bị động á, thì có nghĩa là phải có cái người nó đang thực hiện cái hành động là đang cầm cái xe đạp này ha, và chắc lên cái xe tải, được chưa? Còn này là thì hiện tại hoàn thành, nó diễn tả về cái vị trí nó không đề cập, nó tới việc là đang làm, nó đã làm rồi, các bạn hiểu không? Bây giờ nó chỉ nói là cái trạng thái thôi, là cái xe đạp này đã được chắc lên cái xe tải này. À, a bicycle has been loaded onto a truck, câu này đúng ha. Rồi câu B nè ha, nghe qua câu B nè. B. Cyclists are riding down a city street. Are riding down a city street. Are riding down a city street. Cyclists 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 are những người mà đi xe đạp, đúng không? Cyclists là những người đi xe đạp ha. Ok bạn Dung ha. Rồi. Những người đi xe đạp gì đang đạp xe xuống gì? Xuống đường phố ha. Cyclists are riding down a city street. Thì các bạn xem cô nãy cũng nói ha, đây bức tranh không có người nào hết, cho nên nó đề cập cái cyclist này là chắc chắn là sai rồi ha. Cái đuôi IST này các bạn ha, đuôi này là đuôi chỉ người. Ví dụ scientist này ha, cyclist là chỉ người ha. Rồi tiếp câu C. C. Several cars are parked in a row. Cars are parked in a row. Cars are parked in a row. Several cars are parked in a row. Row, nghĩa là row nha bạn. Several cars are parked in a row. Một số xe thì đặt đậu gì, được đậu xe ô tô đậu gì thẳng hàng ha, in a row. Ví dụ câu chữ này ha, in a row. Several cars are parked in a row. À đây, chữ này chữ con đường sẽ là road, con đường cuối ha. Còn đây là thẳng hàng là in a row và không có chữ R. Hàng các bạn ha. Several cars are parked in a row. Chữ này ha. Một số cái xe được gì? Được đậu thẳng hàng, in a row là thẳng một hàng á. Xe ô tô với bạn, chữ cars là xe ô tô này ha. Cho nên là cái này là gì? Cái này nếu mà nó đổi chữ cars này thành là chữ bicycles thì cái này đúng mà ha, xe đạp đúng. Được chưa? Còn này là xe ô tô đâu có đâu, chỉ có một chiếc này thôi mà, đúng không? Cho nên con này sai nha. Rồi, tiếp con D nè. D. A driver is getting out of a vehicle. 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 A driver is getting out of a vehicle. A driver is getting out of a vehicle. A driver is getting out of a vehicle. Okay, is getting out of a vehicle. A driver là tài xế và ha, một người tài xế thì is getting out of a vehicle là đi ra khỏi, bước ra khỏi một phương tiện, nghĩa là cái người ví dụ như là một ông tài xế lái xe tải này ha, đang có hành động là đang mở cửa ra và bước ra khỏi phương tiện này thì nó mới đúng á. Còn này là không có ai hết, bức tranh này không có người, cho nên đề cập cái driver này là sai luôn, các bạn hiểu không? Đối với bức tranh mà không có người mà nó đọc những đáp án á, những trong cái bốn phương án á mà nó có thêm tới người thì mình sẽ loại cô ha. Ví dụ như câu này mình sẽ loại được cái cyclist và driver này ha, loại được cái cô B và cô C. À, cô B và cô D ha, còn cô A và cô C thôi. Thì các bạn nghe là several cars are parked in a row thì cái này một số cái xe ô tô, đúng không? Thì cars này xe ô tô đang đậu thì đậu ở trên đậu thành hàng ha, in a row là thành hàng. Không có ha, cái này là bicycle, số là cars, được chưa? Còn này là a bicycle has been loaded onto a truck là một chiếc xe đạp, đúng không? Xe đạp này ha, được chắc lên xe tải. Nó dùng thì hiện tại hoàn thành các bạn ha, ở dạng bị động nó diễn tả là cái vị trí ha, cái trạng thái của xe nó như thế nào. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nghe lại và đọc cho cô, nghe và đọc lại cô những câu này ha. A. A bicycle has been loaded onto a truck. Rồi, đọc cho cô A ha, cô mời bạn Bình. A bicycle has been loaded onto a truck. Loaded, đọc cho cô chữ này ha, loaded.
Loaded. À, tổng cộng là chữ T để đi thì mình đi vào sau là H ha. Rồi tiếp câu B. B. Cyclists are riding down a city street. À, cô mời bạn. C. Cô mời bạn Cẩm Quỳnh là phía câu B ha. Cô là cyclists are riding down a city street. Okay ha. Rồi tiếp câu C à. Several cars are parked in a row. Several cars are parked in a row. Là phía câu C ha. Cô mời bạn Ngọc Châu. Cô là several cars are parked in a row. Rồi, rồi cho cô chữ này ha, cars, âm giờ cuối ha, cars. Cars. Rồi, chữ này là parked, âm thờ và khơi cô, parked. Parked. Ok ha, rồi, tiếp, con D. D. A driver is getting out of a vehicle. A driver is getting out of a vehicle. Chữ này, chữ H này các bạn ha, vehicle, vehicle. Và biết cô con này ha, cô mời bạn Vĩ. Driver is getting out of a vehicle. Rồi, đọc lại, đọc nhanh muốn chưa nghe rõ. Đọc lại cô này, Vĩ ơi. A driver is getting out of a vehicle. À, vehicle, đọc cô chữ này ha, vehicle. Vehicle. Ok ha, driver is getting out of a vehicle. Rồi, câu này là sẽ là câu ai ha. Tiếp, number 3. Rồi, mình quan sát vào bức ảnh này ha, người này làm gì bạn? Đối với bức tranh có một người thì các bạn nhớ ha, quan sát là coi thử là cái người hành động, người ra làm gì và cái trạng thái người đang mặc cái gì trên người ha. Đáp án đúng được mô tả như vậy á. Ví dụ như người này nha, she is looking at some clothes ha. Quay đang nhìn quần áo đúng không? She is looking at some clothes. Là she is looking at a suit, một cái đồ vest ha. Rồi she is wearing, đang mặc cái gì trên người đây? She is wearing a scarf này ha, cái khăn quàng cổ, a scarf ha. She's wearing glasses nè, mắt kính nè. She's wearing a jacket, một cái áo khoác này ha. Được chưa? Thì đó là những cái possible answers, những câu trả lời có thể đúng các bạn ha, có thể đúng trong cái phần nghe của mình. Thì mình sẽ lúc nào đối với những tranh thì mình sẽ tập phân tích brainstorm từ vựng trước đó để mình dự đoán trước là những cái từ vựng có thể xuất hiện cho bạn nghe. Khi mà mình nghe nó sẽ dễ dàng trả bán hơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghe và trả bán cho cô câu này ha. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. A woman is hanging up a sign. B. Some customers are waiting in line. C. Some customers are paying for some merchandise. D. A woman is wearing a jacket. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. A woman is hanging up a sign. B. Some customers are waiting in line. C. Some customers are paying for some merchandise. D. A woman is wearing a jacket. Hai các bạn nhớ là cô đi đúng không? Nhà sửa ha, nghe cô những từ còn thiếu này. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. A woman is hanging up a sign. 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 Okay, ha? Hang up là gì? Đang treo lên hả? Đang treo một cái biển báo lên ha. Chữ sign này á, nếu là danh từ thì sẽ là cái biển báo hoặc là cái ký tự ha. Còn nếu mà động từ nghĩa là ký tên, ký vào bạn ha. Sign là động từ là ký, còn danh từ nghĩa là cái biển báo ha. Cái người phụ nữ này đang treo cái biển báo lên. Không phải là đang treo biển báo lên đâu. Có người phụ nữ là đang treo biển báo lên đâu. Không ha. Câu này sign được chưa? Rồi cô B nè. B. Some customers are waiting in line. 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 Some customers are waiting in line.
Yeah, some customers are waiting in line. Nhưng mà còn lại không nghe được hả? Customers are waiting in line. Một số người khách hàng, customers là khách hàng ha, are waiting in line gì? Đang xếp hàng đợi ha, are waiting in line. Yeah, đợi của C ha. C. Some customers are paying for some merchandise. D. Are paying for some merchandise. Customers are paying for some merchandise. Some 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 customers. D. A woman is wearing. Some customers are paying for some merchandise. Very good. Okay, some customers are paying for some merchandise. Rồi. Merchandise là một cái từ goods bạn là hàng hóa. Một số người khách hàng này đang gì? Đang thanh toán tiền đúng không? Đang trả tiền cho một số cái hàng hóa. Pay for some merchandise. Wearing a jacket. Merchandise. D. A woman is wearing a jacket. 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 For some merchandise. D. A woman is wearing a jacket. A woman is wearing a jacket. Okay, ha? Mình cũng nói là đang gì? Đang mặc một cái áo khoác mà hai jacket. Một cái áo khoác is wearing a jacket. Rồi, câu này là cô đi đúng chính xác ha. Giờ các bạn sẽ nghe lại và đọc lại những câu này cô ha. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. A woman is hanging up a sign. B. Rồi, đọc tiếp một câu A ha. Cô mời bạn Quang Trung. Dạ thưa cô là a woman is hanging up a sign. Okay, ha. Some customers are waiting in line. Đọc tiếp một câu B ha. Cô mời bạn Văn Trung. Cô là some customers are waiting in line. Rồi đọc lại như này. Customers âm giờ cuối rồi ha. Customers. Customers. C. Some customers are paying for some merchandise. Rồi đọc tiếp câu C ha. Cô mời bạn Thanh Nhã. Cô là some customer are paying for some merchandise. Customers. D. A woman is wearing a jacket. A woman is wearing a jacket. Đọc đi ha, cô mời bạn Mạnh. Mạnh ơi, có bằng Mạnh chưa? Đây, có em cô ơi. Ok ha, bạn biết câu chuyện này. Some customer are paying for some merchandise. Phải, cô đi á. A woman is wearing a jacket. Jacket, đọc lại cô hát jacket. Jacket. Ok ha, a woman is wearing a jacket. Nhớ cô mới động từ này, bạn những động từ này mình rất thường hay gặp mày nghe ha. Từ hang này là treo bạn ha. Hang up, treo lên ha. Treo một cái biển báo. Waiting in waiting online là gì? Đang xếp hàng đợi. Paying for some merchandise là đang thanh toán hàng hóa, tiền đồ, tiền hàng á, được chưa? Rồi, woman is wearing a jacket. Chữ wear này là mặc trên người các bạn ha. Nhớ là phân biệt chữ wear và chữ put on ha. Chữ wear là mặc trên người rồi, còn put on là cái hành động này là người ta đang cặp nó mặc vào. Các bạn hiểu không? Nếu mà cô nói là a woman is putting on a jacket nghĩa là người phụ nữ này đang cầm cái áo khoác còn đang mặc vào. Còn cái wearing là gì? Đã mặc trên người rồi ha. Rồi, number 4. Rồi, bức tranh này là bức tranh có nhiều người ha. Thì các bạn nhớ là quan sát hành động chung của những người này là gì. Đáp án đúng có thể là mô tả như là hành động chung của những người làm gì. Hoặc là nó có thể mô tả một trong những người đang làm gì. Nhưng mà cái hình này nó xa xa đúng không? Các bạn không nhìn thấy rõ từng người nào làm gì hết. Cho nên là thường là những cái hình này nó sẽ mô tả là cái hành động chung. Hành động chung của những người làm gì ha. Thì mình thấy là những người đang làm gì. Đang đi xuống cái bậc thang đúng không? Mình sẽ có cái cụm từ là gì? Going down the stairs đúng không? Và cái từ going down là nó sẽ bằng cái từ gì? Trước mình học từ vựng ai nhớ không?
Chị go down nó bằng cái gì? Các bạn nào nhớ như này không? Nghe bạn sơ. Rồi. Là bạn có từ descend đi ha, descend chứ bạn đi xuống á. À, việc không đi vô con này ha. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. Some people are entering a building. B. Some people are holding on to a railing. C. Some people are crossing a road. D. Some people are descending some stairs. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. Some people are entering a building. B. Some people are holding on to a railing. C. Some people are crossing a road. D. Some people are descending some stairs. OK ha, các bạn cho nó là con gì đúng không? Giờ mình sẽ sửa ha. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. Some people are entering a building. A. Some people are entering a building. B. Some people are holding on to a building. Some people are entering 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 a building. Các bạn đã quan trọng nghe được rồi hả? Những bạn khác không nghe được chỗ này hả? Some people are entering a building. Are entering a building. Are entering a building. Are entering a building. A. Some people are entering a building. Thì O này bạn ha là chữ R cuối ha, nó sẽ nối âm với chữ enter. Từ một từ này nó kết thúc bằng một phụ âm ha, và cái từ sau là chữ enter bắt đầu nguyên âm, nó sẽ nối âm là nó hơi giống chữ là entering đúng không? Các bạn nghe lại ha. Some people are entering a building. 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 Yeah, some people are entering a building. Okay, ha. Là một số người này đang đi vào cái tòa nhà ha. Or entering a building. Chữ O này các bạn ha. Chữ O này là cái âm R, chữ R cuối. Âm R. B. Some people are holding on to a railing. 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 A railing. Okay, holding on to a railing, cộng này trước mình học từ vựng á. Holding on to a railing là nó này đang cầm đang bám vào cái lan can các bạn ha. Cái rào chắn là lan can, cái này là railing nè ha. Some people are holding on to a railing, nghĩa là một số người đang cầm cái lan can các bạn ha, hoặc là đang bám vào cái lan can đó. Có ai đang bám vào lan can không? C. Some people are crossing a road. Some people are crossing a road.
Some people are crossing a road. Some people are crossing a road. Some people are crossing a road. Some people are crossing a road. Some people are crossing a road. Crossing, thì cross này là động từ, nghĩa là băng qua đường các bạn ha. Some people are crossing the road, là một số người đang băng qua đường. Tiếp theo D ha. D. Some people are descending some stairs. D. Some people are descending some stairs. D. Some people are descending some stairs. 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 Descending. Thì ha, descending là bạn có từ là going down, bạn đi xuống. Descending some stairs là đi xuống cái cầu thang. Xuống người đi xuống cầu thang ha. Vậy câu này đáp án là gì? Là câu D ha. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ nghe và đọc lại và dịch lại cho cô luôn ha. Mình dịch lại để mình nhớ luôn ha. Cô dịch rồi nhưng mà các bạn sẽ dịch lại cho cô ha. Nghe lặp lại sau đó dịch lại cho cô câu này luôn. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. Some people are entering a building. Rồi, cô mời bạn Như Quỳnh. Em hướng cô là some people are entering a building. Rồi, nghĩa là gì? Một vài người đang bước vào cái tòa nhà. Sát ha, ok, cảm ơn bạn Như Quỳnh. B. Some people are holding on to a railing. C. Rồi, cô B ha. Bạn của cô B, cô mời bạn Thuận. Yeah, some people are holding on to the railing. Rồi, nghĩa là gì? Một vài người đang cầm cái lan can. Rồi ha. Rồi, tiếp cô C ạ. Some people are crossing a road. Cô C ha, cô mời bạn Hoàng Nam. Hoàng Nam ơi. Quang Trường. Cô C luôn. Cô C. Nhiều người đang băng qua con đường. Học tiếng Anh nữa bạn. Some people are crossing a road. Some people are crossing a road. D. Some people are descending some stairs. Cô D ha, cô mời bạn Tấn Phát. Some people are descending some stairs. Tiếng Anh giờ có stairs. Stairs. Ok ha, nghĩa là gì? Cô là một vài người đang đi xuống một cái cầu thang. Đang đi xuống thang. Rồi, câu này đáp án sẽ là con đi ha. Giờ mình sẽ sang phần tiếp theo là phần reading. Học từ một trước ha. Thì đầu tiên có thể là reception desk. Reception desk là cái quầy lễ tân ha. Ví dụ, please submit your form at the reception desk. Là hãy vui lòng nộp đơn lại tại cái quầy lễ tân. Reception desk. Reception desk. Green nha bạn ha. Là nhóm 2 này thì mới xác dụng safe đúng không? Shin, I'm sure không lưỡi ha. Shin, reception desk. Reception desk. Cũng có chữ này ha, con mời bạn ha. Tân Phú. Dạ, yeah. Thưa cô là reception desk. Reception ha, shin. Bạn có chữ này ha. Reception. Reception, shin. Reception. Đưa miệng và đưa lưỡi ra cho sẽ làm này ha. Reception. Tiếp theo có từ là artwork. Artwork là tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật ha. Ví dụ, all the artwork in the book has been done by the author. Tất cả các tác phẩm nghệ thuật trong cuốn sách này đã được thực hiện bởi tác giả này ha. Artwork. 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 Nhớ một cô ha, artwork. Đọc cô chữ này, cô mời bạn anh Thư đi, đọc cái câu chuyện này mà anh Thư ơi. Cô là artwork. Artwork ha, artwork nha mọi cô ha.
Rồi, tiếp theo có từ là steps, là giới từ các bạn ha. Chữ phép này là các từ preposition, nó là giới từ ha, except, nghĩa là ngoại trừ. Ví dụ, we work every day except Sunday là chúng tôi làm việc là mỗi ngày ha, trừ chủ nhật ra ha. We work every day except Sunday. Rồi, đúng câu chữ này ha, except. 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 À, cô mời bạn Xuân Hùng. Cô là except. Okay, ha, except. Rồi tiếp theo có từ là allow, là cho phép, allow someone to do something, là cho phép bạn làm gì ha. Rồi ví dụ eating is not allowed in the classrooms, là ăn uống thì không cho phép, không được cho phép trong lớp học ha. Ăn thì không cho phép trong lớp học. Rồi đọc câu chữ này ha, allow. Allow. Allow, allow. Mời bạn Thanh Hùng. Yeah, allow. Ok ha. Rồi tiếp theo có từ là purchase, cái này vừa là động từ vừa là danh từ nha bạn. À, động từ nó nghĩa là muốn từ buy, nghĩa là mua ha. Ví dụ the tickets can only be purchased in advance from our website. Là vé này có thể được mua trước ha từ cái trang web của chúng tôi. Rồi số câu chữ này ha, purchase, purchase. À, tôi mời bạn Duy, bạn luôn chỗ này bạn Duy ơi. Duy hả cô? À bạn Duy đúng rồi. Dạ thưa cô là purchase. Purchase, nó làm ha, purchase. Purchase. Đúng rồi ha, purchase. Purchase. Đúng rồi. Tiếp theo có từ là enhance. Enhance là nâng cao ha. Ví dụ it can enhance the quality of your life, nó có thể là gì? Nâng cao cái chất lượng cuộc sống của bạn. Enhance. Enhance. Củng cố hoặc là nâng cao bạn ha, củng cố hoặc nâng cao, enhance. Enhance. Rồi, cô mời bạn Gia Huy, để cái này bạn Gia Huy ơi. Gia Huy ơi. Gia Huy có nói không? À, có mời bạn Tùng Lâm. Dạ có cơ. Enhance. À, enhance. Ok ha. Rồi tiếp theo có từ là notice. À, chữ này anh sẽ đọc notice nhưng mà anh Mỹ sẽ đọc như thế nào là notice ha. Chữ tàu như thế nào là notice. À, các bạn nghe ha. Notice. 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 Ha? À, danh từ nó nghĩa là cái thông báo. Ha? Còn động từ nó nghĩa là chú ý. Chú ý nhìn thấy. Nên từ này vừa danh từ vừa động từ. Ha? Ví dụ, there was a notice on the board saying the class had been canceled. Là có một cái thông báo trên bảng nói rằng là gì? Lớp bị hủy. Ha? Lớp học bị hủy. Rồi, đọc chú câu chữ này. Ha? Notice. Notice, cô mời bạn Thanh Mai. Thưa cô là notice. À, nhóm một cô hát notice, notice. Notice. Đúng rồi, cái nào nhắn thì mình nêu sắc vô ha, còn nhóm nào cái nào không nhắn thì nếu viền nhóm nặng nó sẽ ra. Rồi, từ tiếp theo có từ là substitute. À, từ substitute này có thể là sự thay thế hoặc là người thay thế nha các bạn. Nó có thể là người thay thế hoặc là sự thay thế. Ví dụ, vitamins shouldn't be used as a substitute or a healthy diet, là vitamin thì không được sử dụng như là một cái gì như là một sự thay thế cho cái chế độ ăn tốt cho sức khỏe, chế độ ăn uống lành mạnh. Substitute. Substitutes. Có thể là người hoặc là làm vật đều được nhớ bạn ấy, là người thay thế hoặc là sự thay thế được, phải là substitute. À, tôi mời bạn Ngoan đọc qua chữ này, bạn Ngoan ơi. Yeah, substitute. Okay, substitute. Substitute. Theo có từ là instructor. Instructor là người hướng dẫn ha. Còn instruction là sự hướng dẫn, còn instructor là người hướng dẫn. Ví dụ, you should talk to your instructor about this problem. Bạn nên nói chuyện với người hướng dẫn của bạn về vấn đề này ha. Instructor. Instructor. À, cô mời bạn Thành Nhân đọc câu chuyện này, bạn Thành Nhân ơi. Dạ, cô là instructor.
Instructor. Instructor. À, tiếp theo của từ là apply. Apply này là ứng tuyển hoặc là áp dụng ha. Ví dụ I have decided to apply for this new job. Tôi đã quyết định là ứng tuyển vị trí công việc mới này ha. Rồi, tập cái câu chữ này ha, apply. À, cô mời bạn Huỳnh Như. Tôi cô là apply. Okay, ha, apply. Apply. À, tiếp theo của từ là unexpected. Expect là gì bạn, là mong đợi ha. Unexpected là không mong đợi, bất ngờ ha. Unexpected là bất ngờ. Ví dụ, the following day something quite unexpected happened. Là cái ngày hôm sau là gì, một điều khá bất ngờ đã xảy ra ha. Unexpected. Unexpected. Câu chữ này ha, cô mời bạn ha. Trọng Phú. Dạ, có em ạ. Unexpected. Unexpected. Bài vậy ha, unexpected. Unexpected. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ luyện tập phần hiểu ha, phần part 5 và phần part 7. Rồi, phần part 5 là câu hỏi liên quan tới từ vựng thì mình sẽ dịch một xíu bạn ha. Bạn cho giới từ này across, about, upon và except. Across này nó nghĩa là gì bạn? Bạn làm cho chúng cô bốn phương án được không? Có ai xung phong không? Có ai xung phong thì chúng cô bốn phương án này mở biết động cô dịch chúng cô ai ha. Across này các bạn, across là khắp ha, ví dụ across thì Việt Nam, across Việt Nam là khắp đất nước Việt Nam này ha, hoặc là từ across này nó nghĩa là ở bên kia nữa ha, ở bên kia thì cho bên kia đường đó bạn, đối diện á, across. Rồi thứ hai là từ about, ta nói gì về cái gì đó hoặc là khoảng ha, về ví dụ như là topic about weather chẳng hạn, chủ đề nói về thời tiết ha, the topic about weather, hay là khoảng là ví dụ như là it's about 2 kilometers from my house to my school, khoảng 2 cây số từ nhà đến trường ha. Còn từ upon này có nghĩa là dựa vào hoặc là khi ha, chứ upon này có nghĩa là dựa vào hoặc là khi, được chưa? Ví dụ như upon request là khi mà yêu cầu á, mình theo yêu cầu. OG là except là ngoại trừ. Nãy cũng nói except này cũng học được rồi ha, là gì? I work every day, tôi làm việc mỗi ngày, except Sunday trừ những ngày nhập ra thôi. Except mình làm ngoại trừ. Mình sẽ xem những điều mình làm lấy đây. Cái này là mình đã học được vẫn hết rồi ha. Dịch cho cô câu số 1 nè. Mà nếu mà trong quá trình các bạn dịch mà các bạn thấy từ nào mà không biết dịch thì các bạn có thể hỏi cô ha. Cô gọi các bạn mà các bạn từ nào không dịch được thì các bạn có thể hỏi. À, cô mời bạn Hồng Phúc đi ha. Dịch chút cô này bạn Hồng Phúc ơi. Thông tin về thiết kế nghệ thuật. Artwork là cái tác phẩm nghệ thuật. Ở cái copy là cái sẵn sẵn thì có sẵn trên cái bàn lễ tân. Thôi ạ, cái bàn lễ tân, ok ha. Các bạn lễ tân, cái bàn lễ tân. Để các bạn xin nói là câu này mình đã nói bạn comment với cô ha. Information là thông tin này ha. The artwork là tác phẩm nghệ thuật. In the lobby ở dưới sẵn đúng không? Is available là có sẵn ha. At the reception desk là ở cái quầy lễ tân, được chưa? Thì mình xem nữa là câu số 1 này mình đã nói là gì đây các bạn. Across nghĩa là khắp hoặc là đối diện ha, bên kia đó, được chưa? About nghĩa là về hoặc là khoảng. Upon đó là khi, như các bạn nhớ cụm từ là upon request là khi nào yêu cầu á, thì là dựa theo yêu cầu ha, khi được là dựa vào. Except ngoại trừ. Rồi câu số 1 này các bạn trả lời là gì? Mình câu B chính xác ha. Là about xong về tác phẩm nghệ thuật này. Tiếp câu số 2. In this, cái này là only until unless và quite. Only là chỉ bạn ha, only là chỉ. Được chưa? Until là cho đến khi. Unless là nếu không các bạn, nghĩa là trừ phi, nếu không á, unless là mình đều quan hệ, câu điều kiện á, nhưng mà nghĩa là nếu không nha các bạn, là if not, quite là khá, cho nên cái trạng từ ha, cái cấp độ, thì quite là khá.
Rồi mình sẽ xem thử lại câu mình đi chỗ nào ha. Industry professionals are allowed to purchase tickets to photography fair. Những cái professionals này là gì? Bạn nào giúp tôi này câu này ha. Mời bạn bạn Quang Trung đi. Ông Quang Trung ơi. Dạ thưa cô là những chuyên gia về cái ngành công nghiệp là được phép mua những cái vé đến một cái hội chợ. Chính xác. Những cái hội chợ là giờ nhiếp ảnh cua, cái tên là cua này ha. Rồi, mình sẽ xem là con này mình trả cái gì ha. Industry professionals, những cái chuyên gia, cái lĩnh vực cái ngành các bạn ha. Thì industry là ngành công nghiệp đúng rồi ha, nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ dịch là ngành thôi chứ không có là ngành công nghiệp ha. Những cái chuyên gia trong lĩnh vực ngành, trong cái ngành này ha. Thì are allowed, được phép to purchase tickets, mua vé, thì purchase tại bằng từ buy ha, mua những cái vé đến cái hội chợ, thì fair này ha. Fair này là cái hội chợ, các bạn hội chợ triển lãm, photography là nhiếp ảnh, wow là cái tên riêng á. Coi là only là chỉ, cô B là until là cho đến khi, cô C là unless là nếu không, if not mà ha, cô D là quite là khác. Thì các bạn xem câu này mình trả lời là gì, các bạn comment giúp cô ha. Những câu này là mình dịch thôi các bạn. Rồi các bạn lát nữa các bạn ghi đáp án, các bạn nhớ ghi số ra ha, để cô khỏi nhầm những cái câu trên nha các bạn. Câu này đó sẽ là câu cô mời bạn Thuận đáp án với mình gì Thuận ơi. Câu số 2. Dạ A cô. À cô ơi sao comment ra bạn. Sao mình được đáp án ra. Rồi, câu này là câu ai ha, chỉ những cái chuyên gia trong lĩnh vực này, chỉ những chuyên gia ngành á thì gì được phép ha là mua vé đến cái hội chợ, cái hội chợ, cái triển lãm nhiếp ảnh cua này ha. Rồi câu số 3. À, giấy tờ, những câu là giấy tờ mình mới dịch các bạn ha. Dịch giùm cô có 4 cái giấy tờ này đi ha. Có ai xung phong dịch giùm cô 4 giấy tờ này không? Inside, within, around và between. Cô mời bạn ha. Thức hành đi. Hành ơi. Dạ. Thì dùm cô bút máy được không? Inside là bên trong. Rồi. Within là? In within 2 days. You must submit your homework within 2 days. Tại sao? À, bạn phải nộp bài trong vòng 2 ngày. Chữ within này là trong vòng ha. Rao là xung quanh. Between rồi. Là giữa. Rồi, hay ha, cảm ơn bạn Thành. À, cô nói lại cả lớp cùng nghe ha. Inside nó khác với outside. Outside là bên ngoài, inside là bên trong ha. Within là trong vòng của bạn ha. Within a week, trong vòng 1 tuần. Within 2 days, trong vòng 2 ngày. Within a day, trong vòng 1 ngày chẳng hạn ha. Hay là trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Within 2 hours. Rồi. Around là xung quanh ha. Câu D là between là ở giữa. Và từ between này nó sẽ đi với từ and ha, giữa hai đối tượng của bạn ha. Ví dụ I sit between Lan and Huệ chẳng hạn ha. Tôi ngồi giữa Lan và Huệ. Được chưa? Rồi, mình sẽ xem cái câu này mình trả lời nó gì ha. One of the groomer consulting's goals. Này là nguyên này là chủ ngữ nha bạn. Nguyên cái này là chủ ngữ, chữ is là động từ one. Nguyên trước là chủ ngữ. Cái cộng danh từ là cái gì từ phải sang trái cô ha, là gì? Cái mục tiêu. Một trong những cái mục tiêu của công ty này ha, công ty tư vấn Groomer này là để gì? Để nâng cấp hay là củng cố ha, để tăng cường, củng cố, nâng cấp cái mối quan hệ, relationship là cái mối quan hệ, sales people là cái người bán hàng và khách hàng của họ, the customers là khách hàng, the customers là khách hàng ha, còn sales people là cái người bán hàng. Rồi, vậy như thế này mình sẽ điền chữ nào hợp lý đây các bạn? Các bạn comment giúp cô câu số 3 ha. Bạn nào hỏi chuyện upon đúng không?
À, chữ upon á là nó là giấy tờ gì để xong nó dùng với danh từ ha. Ví dụ là theo yêu cầu của bạn á, khi mà bạn yêu cầu thì nó sẽ là chữ upon request ha, theo cái yêu cầu của bạn. Ai cũng sẽ cho ví dụ các bạn xem từ upon này ha, nhìn từ điển cho nó dễ. Upon là giấy tờ thì sau nó sẽ làm cái danh từ hoặc là một cái động từ thêm biên được hết. Các bạn upon này ha, nó là giới từ ha, các bạn nhớ cô chức năng á, giới từ thì sau giới từ hay là một là góp in, hai là danh từ hoặc là cộng danh từ, được chưa? Word space upon này dựa vào ha, này từ upon trong trường hợp này nó nghĩa dựa vào considerations là hai cái việc xem xét ha. Cái quyết định này là dựa vào gì? Hai cái sự cân nhắc, sự xem xét, được chưa? Trong upon trong trường hợp này nó nghĩa là dựa vào. Rồi. Ai? The upon thousand of letters. I. The upon trong trường hợp này nó dùng để nhấn mạnh there's a large number of amount, a large number or amount of something. Nó nhấn mạnh là cái số lượng lớn bạn ha. Thì nó sử dụng the upon. Nhưng mà đa số trong bài thi, trong cái khi mà các bạn làm trong bài topic của bạn á, thì các bạn sẽ gặp the upon này á. Trong cái từ mà request rất là nhiều ha. Nó có nghĩa là dựa vào hoặc là khi á. Các bạn sẽ gặp cái hai cái nghĩa đó thôi. Này ít khi gặp á. Còn cái cụm từ trong trường hợp là once upon a time, nghĩa là ngày xưa các bạn ha. Đây là cái idioms. Idioms đó là thành ngữ, mình sẽ không dịch từng từ được ha, mình sẽ hiểu cái cụm đó. Once upon a time là ngày xưa. Được chưa? Còn cái chức năng mà tìm nó trong câu thì các bạn nhớ nó là giới từ. Nó là giới từ thì chức năng đúng như giới từ, những giới từ khác á, thì sau giới từ phải là một động từ thêm in, hai là cộng danh từ hoặc là danh từ, được chưa? Nó nghĩa là khi hoặc là dựa vào. Hiểu chưa bạn nào mới hỏi đó? Bạn Văn Trung đúng không? Hiểu chứ bạn Trung ơi, bạn Văn Trung. Ok ha. Rồi. Câu số 3 là đáp án là câu D ha, between, đi với từ and nha các bạn ha, chữ and nha ha, giữa người bán hàng và khách hàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần part 7, mình sẽ luyện đọc một cái đoạn trong phần part 7 ha. Rồi questions number 1 to 2 refer to the following test message chain. Là câu hỏi số 1 với số 2 nó sẽ liên quan tới là cái chuyện tin nhắn này ha. Rồi đối với dạng này thì các bạn nhớ là đọc trước câu hỏi. Cái này là ngắn lắm, mình sẽ đọc từ sơ qua hết ha, nhưng mà mình sẽ đọc trước câu hỏi để nó hỏi cái gì mình tìm ra cho dễ. Câu số 1 này, what will the Miss Fernandez do next Monday? Để giúp cô câu hỏi này ha. À, cô mời bạn Vĩ. Thưa cô là Fernandez sẽ làm gì vào thứ hai tuần tới? À, thứ hai tuần. Thứ hai tuần tới á. Ok ha. Rồi câu ai là gì? Teach a training course gì? Vĩ. Teach a training course gì? Cô là dạy một cái course là cái khóa ha, khóa training. À, khóa đào tạo. Rồi cô B là meet an instructor là gì? Meet an instructor. Là gì? Instructor là gặp một người hướng dẫn. Gặp người hướng dẫn qua. Cô C là đi đến một cái kỳ nghỉ. À, đi du lịch đó. Rồi cô D là chấp thuận nghe một cái công việc gì đấy. Đúng rồi, ứng tuyển vào một vị trí rồi đó ha. Rồi. Cô dịch lại câu này cả lớp cùng nghe ha. What will Miss Fernandez do next Monday? Là cái cô này ha sẽ làm gì vào thứ hai tới? À, câu A là teach a training course là dạy một cái khóa đào tạo. Rồi giờ câu B là meet an instructor là gặp một cái người hướng dẫn. Câu C là go on vacation là đi du lịch, đi nghỉ ha. Câu D là apply for a job là ứng tuyển vào một vị trí. Rồi mình sẽ đọc này ha. Fernandez này ha. Đây người này nè. This is just to let you know I'll be in Amherst next Monday. À, cái này nhắn tin này để cho bạn biết gì, để cho bạn biết rằng là tôi sẽ có mặt ở Amherst vào thứ hai tuần tới. Rồi cái người này mới nói là gì? What's going on? Cái chuyện gì vậy? Rồi người nói là gì? What's our Amherst office requested a training session? Là cái văn phòng này đúng không? Cái văn phòng ở Amherst này nó yêu cầu ha một cái buổi thì session là buổi ha, buổi tập huấn, buổi đào tạo.
Their instructor là cái người hướng dẫn của họ has to take an unexpected trip là phải đi một cái chuyến đi bất ngờ ha, phải có một chuyến đi bất ngờ. They need a substitute và họ cần một cái người thay thế. Vậy từ substitute này nó nghĩa là người thay thế hoặc là cái việc thay thế hoặc là sự thay thế. Trong trường hợp này nghĩa là người thay thế ha, họ cần một cái người thay thế. Rồi. Dịch rất loại đúng ha. Did you manage to book a flight? Là bạn có thể gì? Bạn có kịp book chuyến bay không? Thì manage nghĩa là xoay sở, nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ dịch là kịp ha. Bạn có xoay sở hay là có thể bạn có kịp là book cho một cái chuyến máy bay không? À, book qua book một chuyến bay hay không? Thế người ta nói là not on such short notice. À, đối với một thông báo như vậy thì là không ha. I'll drive, tôi sẽ lái xe ha. To drive này lái xe nè. Ok, good luck, là chúc may mắn. Vậy mình sẽ xem câu số 1 này, mình trả đoán gì, các bạn comment giúp cô câu số 1 ha. Làm Miss Brandes này làm gì vào thứ hai tuần tới? Làm gì đây? Hai câu này nó sẽ là câu A ha, là gì? Dạy với khóa đào tạo đúng không? Đây này ha. Cái văn phòng này là yêu cầu với khóa đào tạo, nhưng mà là những cái người hướng dẫn của họ là phải có một chuyến đi công tác bất ngờ ha, cho nên là vì bà họ cần một cái người thay thế, thì cái người này sẽ gì? Thay thế sẽ là gì? Sẽ là instructor, sẽ là người hướng dẫn, người hướng dẫn này là gì? Sẽ dạy một cái khóa đào tạo này ha, teach a training course, được chưa? Đó là câu A ha. Rồi câu số 2 nè, at 12:27 p.m. What does Miss Fernandez mean when she writes not on such short notice? Lúc 12:27 này ha, thì Miss Fernandez này ý là gì? Các bạn nhớ những câu này mình sẽ gặp trong bài thi á, mình dịch qua dịch lại mỗi một câu, các bạn sau mình sẽ tự dịch đó nha. Là cái cô này ha, ý là gì? Nhưng mà cái mean này là ý ha, ý là gì khi mà cô ấy viết rằng là not on such short notice. À, đối với một cái thông báo ngắn như vậy, thông báo nhanh như vậy thì gì? Là không ha. Thì các bạn sẽ xem nữa là đối với những dạng câu hỏi này á, thì chắc chắn là mình không có, mình cái câu này mình trả lời với bạn, mình phải xem thông tin trước cái câu này người ta nói cái gì thì mình trả lời như này ha, để suy luận. Dạ. Rồi, cô ấy là she will not arrive on time. Là cô ấy sẽ, mình giúp cô bốn đáp án này đi ha, bốn đáp án này không có từ vựng. À, cô mời bạn Hiền Tâm đi, mình giúp cô bốn đáp án này bạn Hiền Tâm ơi. Dạ. Cái đầu tiên là she will not arrive là cô ấy sẽ không đến đúng giờ. Đúng rồi ha, cô Bi. Cô Bi là cô ấy sẽ không đi bằng máy bay. Đúng rồi, cô C. Cô ấy không thể chấp nhận một lời mời. Đúng rồi, cô Di. Cô ấy không thể thanh toán ha. Cô ấy không thể thanh toán. Mắc ở khi ok ha. Rồi cảm ơn em. Câu này cô sẽ đặt cả lớp cùng nghe này ha. Cô ấy là she will not arrive on time, là cô ấy sẽ không đến đúng giờ các bạn ha. Cô B là she will not travel by plane, là cô ấy sẽ không đi bằng máy bay. Cô C là she cannot accept an invitation, là cô ấy không thể chấp nhận một cái lời mời. Cô D là she cannot make a payment, là cô ấy không thể thanh toán. Thì đối với những dạng câu hỏi là ý của người ta là gì á, thì mình không thể nhìn dịch câu này nha các bạn, mình phải đọc thông tin trước câu đó và cái câu kế bên cái câu đó để mình tìm mình câu trả lời, nhớ cho cô ha. Thông tin trước đó nó hỏi cái gì để trả lời ha, hỏi thông tin rồi ta đưa ra cái thông tin ở phía sau câu này nè. Ví dụ như câu này ha, thì các bạn sẽ đọc thông tin trước là did you manage to book a flight, đúng không? Đây là not on such short notice, I'll drive. Bạn có thể là câu này ý là gì các bạn? Câu số 2 là gì đây? Nhớ ha, đọc thông tin trước thông tin câu này nha các bạn, trước thông tin cái câu này để mình tìm ha, bạn thông tin mà đi kế bên nó lúc nào nó cũng đưa ra câu này và đưa một câu tiếp theo
sẽ đi qua cái thông tin quà biết người ta nói là gì. Chúng ta dịch this humanity to book a flight là bạn có kịp book một chuyến bay không đúng không? Nó là not on short notice, I'll drive. Là tôi sẽ lái xe. Vậy cái câu này nghĩa là gì? Câu số 2 này nó bán là câu gì các bạn? 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ có 5 bạn trả bán thôi, những bạn còn lại thì sao? À, cô mời bạn Mạnh đi, bạn Mạnh ơi. Dạ, em chọn cô B. À, cô B sao không đi đáp án các bạn? Tại vì sau câu ấy là nói trước khi cái bà kia hỏi là có bay không thì đi Fernandez mới kêu là tôi đi xe. Đúng rồi ha. Ý là cô hỏi em á là sao không đi đáp án là không chat. Dạ, em cái máy tính này em không đi được rồi. Tính em không đi được hả? Em đang vào trực tuyến lên đấy, nó không tải tin về được, em phải lên web. Thế hả? Dạ vâng. Ok ha, rồi. Vậy câu này mình sẽ trả đáp án là câu, nói chung là bạn nào mà không tương tác với cô á thì cô sẽ gọi như vậy ha, tại vì cô đâu biết là các bạn là có hiểu bài hay không, cho nên là cô sẽ gọi như vậy ha, nó tối thời gian một xíu. Rồi câu này sẽ trả đáp án là cô B các bạn ha, tại vì cô ấy sẽ không đi bằng máy bay ha. Được chưa? Hiểu không? Để bạn hết rồi ha. Là gì? Bạn có đi kịp, bạn có kịp book đặt book hay là book a flight, đặt chuyến bay không? Not này ha, không. Đối với một cái thông báo ngắn như vậy, thông báo nhanh như vậy thì không có kịp các bạn ha. I'll drive, tôi sẽ lái xe này ha. Cho nên là gì? Cô sẽ không đi bằng máy bay ha. Đó là cô B. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ qua phần tiếp theo ha. Bài học hôm nay. Rồi, bài số 8, lesson 8. Hôm nay mình sẽ tiếp tục luyện phần nghe top 1 và học những ngữ pháp về danh từ ha. Đầu tiên là mình sẽ học từ vựng trước. Từ đầu tiên vô top là từ drawer. Drawer là cái ngăn kéo ha. Drawer. 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 Cái chữ này là làm các bạn ấy. Đưa cái đường lên, đưa cái đường lên drawer. Drawer. À, ví dụ I keep my socks in the bottom drawer là tôi để tất cả để những đôi tất của tôi vào gì, vào cái ngăn kéo bên dưới ha. Rồi đọc giúp cô chữ này ha, drawer. Cô mời bạn ha. Tính thôi. Dạ thưa cô là drawer. À drawer, ok ha. Câu thứ hai có từ stack. Rồi, chữ này mình cũng rất là hay gặp các bạn nghe mình không ạ? Rất là hay gặp các bạn mà nghe top 1 á. Từ stack là chất chồng, chất đóng mình ha, stack. Ví dụ, they were busy stacking the shelves with goods. Là gì? Họ đang bận rộn là chất cái đóng hàng hóa này lên kệ ha. Được chưa? Thì goods mình thêm S là hàng hóa, bạn có từ merchandise á. Stack. Stack. Âm này là A bạn ha. Nó bị rộng hai bên của stack. Stack. Rồi, cô mời bạn ha. Tuấn, là cô chữ này bằng Tuấn ơi. Dạ, yeah, stack. Ok, stack. Rồi, tiếp theo có từ là each other. Each other là lẫn nhau qua lại ha. Ví dụ, they looked at each other and laughed. Là họ nhìn nhau và cười ha. Each other là chữ trường này. Nói với chữ other, biết sao ha. Đây là phụ âm, nói với nguyên âm này ha. Each other. Each other. Cô mời bạn đang thi vô cộng này ha. Bạn đang thi ơi. Cô là each other. Okay, each other. Tiếp theo có từ là face. À, face là đối mặt ha. Ví dụ, thì face là danh từ là cái khuôn mặt của mình đó ha. Còn động từ là đối mặt. Ví dụ, we are facing a financial crisis là chúng ta đang đối mặt với khủng hoảng tài chính ha. Face. À, cô mời bạn Vĩ đây, cô cái này, Vĩ ơi. Cô là face. À, face, okay ha. Face. Tiếp theo có từ là remove là gỡ bỏ, loại bỏ ha. Ví dụ it got so hot that he removed his tie and jacket. Là trời nóng đến mức là nó phải gì cởi cái cà vạt, cái tie này, cái cà vạt ha, and jacket là cái áo khoác này, được chưa? Rồi cái câu chữ này ha, remove. Là bạn có từ take off các bạn ha, take off ha, remove là cái take off tức là loại bỏ, gỡ bỏ. À, cô mời bạn Quang Vinh, cái này là Quang Vinh ơi. Dạ thưa cô, remove. Hey, ha, remove. Remove. Vào cuối ha. Remove.
Rồi tiếp theo có từ hang, nãy mình học có nghe phòng phát one nãy rồi ha, từ hang là gì? Treo lên ha. Rồi hang your coat on the hook là treo cái áo khoác lên cái móc các bạn ha. Hook là cái móc. Hang. Hang, cái câu chuyện này ha, hang. À, cô mời bạn Châu, Ngọc Châu. Cô là hand. Hand, và cuối ha. Rồi tiếp theo cụm từ là be occupied. Occupied. Be occupied tức là bị chiếm chỗ hay là có người ha. Ví dụ, only half of the rooms are occupied at the moment. Là hiện chỉ có một nửa số phòng là có người ở thôi ha. Be occupied. Cái câu chuyện này ha. Occupied. À, con mời bạn Đức Bình. Cô be occupied. À, hide. Anh đoàn quý ạ. Be occupied. Be occupied. Okay. À, tiếp theo thứ hai có từ là arrange. Để tiếp theo ha, arrange. Arrange là sắp xếp. Ví dụ, can I arrange an appointment for Monday? Là tôi có thể sắp xếp cuộc hẹn vào thứ hai hay không? À, arrange. À, đọc cái chữ này ha. Chữ G E cuối nè bạn, nó sẽ rõ âm J ha. J J J. Arrange. Arrange. À, cô mời bạn Duy, đọc cái chữ này bạn Duy ơi. Dạ thưa cô là arrange. 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 Okay, ha, arrange. Arrange. À, tiếp theo từ là place hoặc là put, nghĩa là để ha, place là đặt để, do bạn từ put. Ví dụ he placed his hand on her shoulder là nói gì, đặt tay của anh ấy lên gì vai của ấy, được chưa? Từ place này với từ put. À, phải biết của hai chữ này ha. Place, put. À, con mời bạn Thanh Hùng. Dạ cô là play, put. Place. Nói này, place. Place. Put. Put. Okay, have put. Nó là ngắn mạnh là put. Tiếp theo có từ là sweep. Ví dụ, I don't have to sweep and mop every day. Tôi không quét và lau nhà mỗi ngày ha. Rồi, chữ sweep này là quét nhà, còn chữ mop này là lau các bạn ha. Lau nhà là mop. Ví dụ, I am mopping the floor là tôi đang lau cái sàn nhà này ha. Rồi, đọc cái câu chuyện này ha. Sweep. Sweep. Cô mời bạn Giao Huy. Các bạn Giao Huy ơi, nãy có hát các bạn Giao Huy người ta. Mình Giao Huy ơi. À, bạn Tùng Lâm, cô trên đây bạn Tùng Lâm ơi. Dạ, sweep. À, lại sweep. Sweep. Yeah, sweep. Sweep. Rồi, bây giờ mình sẽ luyện tập phòng nghe pháp one ha. Number one, các bạn quan sát cái người này ha. Người đâu này đang làm gì bạn? Đang nhìn vào một cái gì? Cái ngăn kéo tủ đúng không? Mình sẽ bắt đầu từ nhìn là gì? Looking đúng không? Looking at là nhìn nè, được chưa? Rồi, không có cái từ tủ là gì? Cái tủ là, cái tủ này gọi là, cái tủ này gọi là cái cabinet rồi bạn ha. Nhưng mà cái ngăn kéo mình sẽ có từ là drawer ha. Rồi, cái người nào mày đang gì? Đang đeo một đôi kính này ha. A man is wearing glasses. Đúng không? Is wearing glasses ha. Rồi, người nào mày đang mặc một cái áo. Cái áo này là cái, có thể là cái áo khoác hoặc là cái áo len gì đó. Áo len thì mình sẽ có từ sweater. Sweater ha. Còn áo khoác thì mình sẽ có từ jacket. Được chưa? Rồi, người nào mày nữa? Đứng kế bên cái kệ sách này đúng không? He's standing next to the shelf. The bookshelf. Cái kệ sách. Được chưa? Thì đó là mình khi mà mình quan sát tranh đó thì mình sẽ brainstorm như vậy ha. Mình có những cái mình đoán trước đi ha, mình đoán trước là cái hình này người ta đang làm gì để mình nghe mình chọn bán cho dễ. Rồi bây giờ mình sẽ nghe cô hai lần, sau đó các bạn đi bán với cô ha. You're marked number one in your test book. A. He's looking in a file drawer. B. He's printing some documents. C. He's stacking some folders. D. He's putting on his glasses. You're marked number one in your test book. A. He's looking in a file drawer. B. He's printing some documents. C. He's stacking some folders. D. He's putting on his glasses.
You're marked number one in your test book. A. He's looking in a file drawer. B. He's printing some documents. C. He's stacking some folders. D. He's putting on his glasses. You're marked number one in your test book. A. He's looking in a file drawer. B. A. He's looking in a file drawer. A. He's looking in a file drawer. A. He's looking in a file drawer. B. A. He's looking in a file drawer. He's looking in a file drawer. He's looking in a file drawer. Yeah, he's looking in the file drawer. Là đấy gì đang nhìn vào cái ngăn kéo tài liệu của bạn ha. He's looking in the file drawer. Tiếp của B ạ. B. He's printing some documents. 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 Và câu B bạn. He's printing some documents. Nghe được chữ nào với chữ đó ha, mình đoán lên đi. Đoán thì từ này he's printing some documents. B. He's printing some documents. B. He's printing some documents. C. He's stacking some folders. D. He's C. He B. He's printing some documents. He's printing some documents. Okay, ha? He's printing là lấy đang gì? Đang in ha. Số tài liệu ha, documents. He's printing some documents. Okay, he's printing some documents. Anh ấy đang in một số tài liệu của bạn ha. The documents là tài liệu. Rồi, câu C ha. C. He's stacking some folders. 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 Right, we'll see. He's stacking some folders. He's stacking some folders. Okay, he's stacking là gì? Chất chồng, chất đóng các bạn ha. Đang chất những cái gì? Những cái folders là những cái bìa đựng hồ sơ các bạn ha. Right, stacking some folders. Okay, ha. Rồi, có hóa phải là đang chất những cái bìa đựng hồ sơ lại không? Đang chất chồng lại không? Không ha. Tiếp của D ạ. D. He's putting on his glasses. 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 He's putting on his glasses. D. He's putting on his glasses. Glasses là gì bạn? Mắt kính ha. He's putting on his glasses là cái gì? Đang đeo mắt kính vào ha. Nhớ là mắt kính này là lúc nào nó có hai con mắt các bạn ha. Nhớ là hai cái này nó sẽ là luôn có S các bạn. Thì glasses này luôn có S nếu mà mắt kính ha. Còn nếu mà từ glass mà không có kính này là kính là bằng kính đó. Là glass được chưa? Rồi. He's putting on his glasses là anh ấy đang đeo kính vào, nghĩa là hành động là người ta đang cầm đôi kính này đang đeo vào mắt này ha, thì mới đúng. Còn chỗ này nếu mà chỗ này cô đổi chữ put on á, cô đổi hình chữ wear, là he's wearing his glasses thì câu này đúng nha bạn. Nếu mà chỗ này chữ put on cô đổi hình chữ wear thì đúng. Còn chữ put on này là cái hành động là họ đang thực hiện hành động là họ đang cầm cái kính này đeo vào mắt, được chưa? Này không phải, đã đeo sẵn rồi. Đây là câu này sai luôn ha. Vậy câu này trả lời là câu nào các bạn? Câu I ha, là he's looking in the file drawer là anh ấy đang nhìn vào cái tủ cái ngăn kéo gì, ngăn kéo tài liệu ha. Rồi, câu B là gì? He's printing some documents, đang in một số tài liệu mà đang in ha, cái này là cái tủ mà mới in. Câu C là he's stacking some folders, anh ấy đang xếp chồng những cái folders và những cái bìa đựng hồ sơ để tài liệu của bạn ha. Rồi, câu D là he's putting on his glasses, đang đeo kính vào. Rồi ha. Câu này là câu A.
Rồi, các bạn nghe và đọc lại câu này ha. Test book. A. He's looking in a file drawer. Tập trung câu ai ha, của bạn Cẩm Quỳnh. Cô là he's looking in a file drawer. Rồi, dịch cho cô luôn ha, dịch ra luôn. Cô là anh ấy đang nhìn cái cái ngăn kéo tài liệu. B. He's printing some documents. Writing some document. Yeah. Printing là gì? Print là gì đây? Yeah. Yeah, in ha. Anh ấy đang gì? Đang in một số cái tài liệu, chưa? Yeah. Rồi, đặt chút câu chữ này là printing. Printing này. Cao ơi, đặt chút chữ này ha. Printing. Printing. Okay, ha. Printing. Rồi, tiếp câu C nè. Marked number one in B. He's printing some documents. C. He's stacking some folders. À, câu C ha, cô mời bạn Hồng Phúc. He's stacking some folders. He's stacking some folders. À, có nghĩa là gì á? Dịch chung cho cô này luôn ha. À, ông ấy chất chồng những cái sắp tài liệu, à những cái folders này, những cái tập đựng hồ sơ đựng tài liệu ha, những cái bìa đựng hồ sơ, bìa đựng tài liệu. Ok ha. Tiếp. D. He's putting on his glasses. D ha, cô mời bạn Văn Trung. Đó là he putting on his glasses. À, đọc cho cô thiếu chữ his, I am sir nè, thấy không? His, và chữ his. His. À, có lại cái câu anh cô mày ha. His. His putting on his glasses. Okay, yeah, he's putting on his glasses. Nghĩa là gì em? Anh ấy đang đeo cái mắt kính vô. Đúng rồi ha, chính xác. Rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp câu số 2. Bức tranh này có hai người. Thì các bạn nhớ quan sát hành động chung của hai người là gì bạn? Hai người đang là gì? Đang nhìn nhau đúng không? Mình sẽ có làm từ nhìn là từ lúc không nhìn nhau, nhìn qua lại lẫn nhau, dùng từ each other ha, look each other yeah. Rồi đáp án đúng thì mô tả là hành động chung của hai người này, hoặc là mô tả từng người nữa ha, cho nên là mình phải để ý yeah. Từng người thì các bạn thấy là gì, à người phụ nữ này thì đang ngồi gần, nó thể là mô tả cái vị trí đồ vật đó ha, cái vị trí là ha, nó đang cái the woman is sitting next to a bag chẳng hạn ha, nó sẽ là đáp án đúng. Hoặc là hai người này đang ngồi trên một cái ghế dài ha. Mình sẽ nói gì? The people are sitting on a bench. Này là cái ghế dài là bench. Được chưa? Thì đó là những cái possible answers các bạn ha. Marked number two in your test book. A. Some people are sitting in a car. B. Some people are facing each other. C. A woman is opening her handbag. D. A man is removing his jacket. Marked number two in your test book. A. Some people are sitting in a car. B. Some people are facing each other. C. A woman is opening her handbag. D. A man is removing his jacket. Marked number two in your test book. A. Some people are sitting in a car. A.
Some people are sitting in a car. B. A. Some people are sitting in a car. B. A. Some people are sitting in a car. People are facing each other. Yeah, some people are facing each other. Là hai người này, một số người đang ngồi vậy, ngồi đối diện nhau ha. Facing each other. Tiếp theo xin ha. Bag. Opening her handbag. Opening her handbag. A woman is 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 opening her handbag. Right, a woman is opening her handbag. A woman is opening her handbag. Là cái người phụ nữ đang gì? Đang mở cái túi sách này đúng không? Is opening her handbag. D. A man is removing his jacket. 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 Alright, D. A man is removing his jacket. A man is removing his jacket. Removing. Rồi, nghe lại coi là chỉ moving hay là removing ha. A man is removing his jacket. 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 Ha? Removing. À, đang gì? Đang cởi cái áo khoác ra ha. Từ removing này là bằng một từ là take off bạn ha. Is taking off the jacket. Rồi. Có người đàn ông nào đang cởi cái áo khoác ra không? Phải là có hành động nào đang cởi áo khoác ra ha? Này không có, được chưa? Cái câu này sai ha. Còn câu C là gì? A woman is opening her handbag. Là đang mở cái túi sách của cô ấy ra. Không có đang mở ha. Câu này cũng sai luôn. À, câu B là some people are facing each other. Là những người này đang ngồi đối diện nhau đúng không? Đang ngồi đối diện đối mặt nhau này ha. Vậy đúng, được chưa? Câu A là some people are sitting in the car. Là một số người đang ngồi trong xe ô tô. Thì không ai đang ngồi xe ô tô hết. Thì là câu này sai luôn ha. Rồi, đáp án là câu B chính xác mà. Rồi, các bạn nghe và đọc lại câu này ha. In your test book. A. Some people are sitting in a car. Đọc lại và dịch giúp cô A ha. Cô mời bạn Trương. Some people are sitting in a car. Nghĩa là gì? Nhiều người đang ngồi trong cái xe thôi. Một số người đang ngồi trong xe ô tô ha. Rồi, tiếp cô B nè. B. Some people are facing each other. Some people are, cái chữ L này ha, chữ people là âm L cuối này, nó có xem chữ are, sao some people are facing each other. Chữ each này nó với chữ other, âm chờ cuối nó với chữ other, ha, each other. Rồi, đọc giúp cô câu này ha, đọc và giúp cô câu này. Cô mời bạn Tâm Phú. Là câu là một vài, là vài người thì đối mặt với nhau. Đọc tiếng Anh cô này nghe ha. Đọc tiếng Anh luôn. Là cô là some people are facing each other. Ok ha, chỉ là people, nó làm y nha. People. Đọc mặt luôn cái này. People. Rồi ha, people. Rồi tiếp cô C ha. C. A woman is opening her handbag. Rồi, cô C và mọi bạn Như Quỳnh. Dạ thưa cô là a woman is opening her handbag. Một người phụ nữ đang mở cái túi của cô ấy. Rồi ha, is opening, cái chữ này là âm giờ cuối nó bắt đầu opening, nó là is opening ha, is opening her handbag. A woman is opening her handbag. D. A man is removing his jacket. Rồi cô D ha, cô mời bạn ha.
Phần 5 đi. Phần 5 ai con đi bằng phần 5. Yeah, a man is removing his jacket. Nghĩa là gì em? Vì là ông đang cởi bỏ cái áo khoác. Rồi, đọc lại cho con chữ này ha. Jacket. Jacket. Đúng rồi ha. Jacket. Jacket. Ok. Rồi, giờ mình sẽ qua câu thứ 3. Quan sát câu số 3 xem cô hát người này làm gì. Cái người phụ nữ đang đứng trong gì? Đang đứng ở trong cái cửa hàng quần áo đúng không? Hay là gì? Clothes store ha. She is studying in a clothes store. Là she is in a clothes store, trong cái cửa hàng quần áo. Rồi, tiếp theo là gì? She is looking at a cái này là gì? A t-shirt hay một cái áo thun chẳng hạn. She is looking at a t-shirt. Hay là she is looking at clothes. Cô ấy đang nhìn quần áo, nó nói từ chung là từ clothes các bạn ha. Còn nếu mà cụ thể thì cái này cái áo thun sẽ gọi là t-shirt ha. Rồi. Giờ mình sẽ nghe câu này coi nó mô tả như thế nào ha. In your test book. A. Clothing is hanging on racks. B. Lights have been turned off in the store. C. A woman is folding a coat. D. A woman is opening a garment bag. Book. A. Clothing is hanging on racks. B. Lights have been turned off. Racks này á, là số nhiều của từ rack ha. Là R-I-C-K các bạn, đó là cái giá này, cái này nó là rack các bạn ha. Cái giá treo các bạn, rack, được chưa? In the store. C. Clothing is hanging on racks. B. Lights have been turned off in the store. C. A woman is folding a coat. D. A woman is opening a garment bag. Các bạn chọn cô B và chọn cô A như là người đó ha. Number 4 in your test book. A. Clothing is hanging on racks. B. Lights have been turned off in the store. C. A woman is folding a coat. D. A woman is opening a garment bag. Number 4. Rồi các bạn nghe và điền vô những điểm cần thiết cho cô ha. Câu A nè. A. Clothing is hanging on racks. A. Clothing is hanging on racks. B. Lights have been turned off. Clothing is hanging on racks. A. Clothing is hanging on racks. Clothing is hanging on crack. Bạn nào mới trả lời cô ấy, bạn hình như đúng không? Clothing is hanging on rack. Okay, ha, các bạn biết cô chỉ hanging ha. Is hanging on racks. Là quần áo gì em treo trên những cái gì, những cái giá này các bạn ha, những cái giá đỡ này ha. Rồi, cô B. B. Lights have been turned off in the store. C. B. Lights have been turned off in the store. 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 Rồi, cô B là bạn. Lights have been turned off in the store. Ví dụ cô chữ turned off là chữ gì đó? Turned off. Turned off. Các bạn nghe nó là turned off, đúng không? Turned off là gì? Thì turn này nó thêm ed nó là turned off. Chứ còn nếu mà nó không thêm ed nó sẽ là turned off rồi, đúng không? À, giờ thì turn này thêm ed vào sẽ là âm giờ ha, turned, đúng không? Và cái giờ này nó sẽ nói với chữ off, với sao là turned off, turned off. Còn nghe cho biết là nó nói âm rất là nhiều ha, các bạn nhớ để ý. Mình từ cái tóc là một phụ âm và từ tiếp theo là một nguyên âm thì cái phụ âm cuối nó sẽ đem qua phụ âm tiếp theo ha. From turned off. Been turned off in the store. C. A woman is folding a coat. Folding a coat.
folding a coat, is folding a coat. A woman 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 is folding a coat. Folding a coat. Coat. Đây là cost nè. Chữ này của bạn Tung là cost là chi phí nè. Cost, nắm sẽ là quý. Cost còn là is folding a coat. Coat. Thầy ha, là người của mình đang làm như bạn. Fold là gì? Bên này em rất mình học rồi đúng không? Thì fold là he is folding a phone. Nó đang gấp cái điện thoại đúng không? Được fold này này là gấp cái áo khoác. He's a woman is folding a coat. Là người của mình đang gấp cái áo khoác lại. Tiếp vào đi ha. D. A woman is opening a garment bag. A woman is opening a garment bag. 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 A woman is opening a garment bag. Okay, is opening a garment bag. Là đang mở một cái gì? Cái túi vải, bạn hay coi mình là vải, a garment bag. Túi quần áo. Cho biết bạn coi mình là cái quần áo. Ha? Vậy mình xin câu là đúng này. Clothing is hanging on grass. Là quần áo là gì? Đang treo trên những cái giá này đúng không? Nên là thì nó cái diễn chia dạng chủ động nha các bạn, nhưng mà bị động á, những cái quần áo này đang treo nằm nằm đây này ha. Đang nằm trên những cái giá này, đang treo những cái giá này. Câu này đúng ha. Rồi, câu B là gì? Lights have been turned off in the store. Là những cái bóng đèn này thì nó đã được tắt. Đây là tắt rồi các bạn ha, này đang mở mà, này đang mở nó là turned off là tắt rồi. Câu này sai, được chưa? Nó đang mở mà. Câu C là gì? A woman is folding a coat. Là người phụ nữ này đang gấp cái áo khoác lại. Thì coi thử là cái người phụ nữ này đang gấp áo khoác nào không? Có, này sai luôn ha. Còn D là a woman is opening a garment bag. Là người phụ nữ đang mở một cái túi quần áo. Có không? Không có túi quần áo này hết. Cho nên là câu này sai. Thì chia ra bác sẽ là câu ai đúng các bạn ha. Rồi, các bạn nghe đọc lại câu này. A. Clothing is hanging on racks. Rồi, câu ai ha. Cô mời bạn ha. Xuân Hồng. Dạ thưa cô là clothing is hanging on the rack. Racks. Âm A ha. Racks. Racks. Ok. Dạ là những cái đồ đạc đang được treo lên cái giá. Đang treo đó. Đây là nội động từ của bạn. Đang treo cái giá không mình nhìn được ha. Có quần áo. Quần áo thì đang treo giá này. Rồi cô B. B. Lights have been turned off in the store. Rồi, đọc cho cô B ha, cô mời bạn Thanh Hùng. Dạ cô, light have been turned off in the store. Rồi, chữ S sao xin được rồi, lights. Lights. Ok ha, đọc cho cô này là gì đây? Dạ, đèn, cái đèn tắt ở trong cửa hàng. Cái đèn nó được tắt rồi ha, nó đã được tắt rồi. Dạ, thì đã được. Thành nó diễn tả cái trạng thái ha, nó đã được tắt trong cửa hàng này ha. Rồi, cô C. C. A woman is folding a coat. Cô mời bạn Đăng Thi. Cô gọi là a woman is folding a coat. Rồi, cái gì đây? Cô gọi là người phụ nữ thì người phụ nữ thì gấp, chị gấp này, gấp lại nhá. Cô gọi là đang gấp một cái áo khoác. Đang gấp một cái áo khoác. Rồi, cô C, cô đi ha. D. A woman is opening a garment bag. Cô D ha, cô mời bạn Hiền Tâm. Number 4. Tâm A woman is opening a garment bag. Là gì đây? Là người phụ nữ đang mở một cái túi của nàng. Rồi ha. Rồi cái phần danh từ nữa thì hôm sau mình sẽ tiếp tục cái phần danh từ các bạn ha. Hôm sau mình sẽ tiếp tục cái phần còn lại, phần danh từ. Hôm nay các bạn về nhà học từ vựng đi cô, học từ vựng phần nghe. Được chưa? Còn cái bài hôm sau thì cô sẽ sau mình học tiếp. Còn bây giờ cô tới với ca dạy ca 2 cho nên là cô không dạy các bạn tiếp theo được. Rồi bạn nào có câu hỏi hay thắc mắc gì với các bạn?